động chạy Olympic vì toàn dân của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng và kính giới thiệu quý vị và các bạn và quý vị đại biểu vận động viên về đích đầu tiên được một cái giải thưởng vô cùng to lớn của chúng ta ngày hôm nay, đó là vận động viên Lạc Thiên Sơn. Xin mời quý vị và các bạn trân trọng chào mừng nào. Xin mời Lạc Thiên Sơn lên bục để nhận được giải thưởng ngày hôm nay. Xin mời. Và để tiếp tục vào lễ trao giải của chúng ta ngày hôm nay, xin mời tổng giám đốc tập đoàn là Olympic Việt Nam ngày hôm nay, đó là anh Hắc Tê. Xin mời anh lên bục để trao giải cho bạn Đắc Tân xin nào. Và xin mời quý vị bạn trong cảm giác nào. Và sau đây xin mời bạn Lắc. Lắc Tiên Sinh sẽ có đôi lời phát biểu sau khi nhận được giải thưởng của ngày hội Olympic của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời bạn Lắc. Hello, hello. Khi mà nhận được số tiền khá lớn này, đây là số tiền mà mình nhận được sau bao giờ ngày hội của mình. Tiền số tiền này cũng quá lớn, mình tiêu không hết. Mình sẽ chia 5 năm vào trong hội kích động da cam, thêm 5% vào quỹ hộ nghèo. 5% nữa là mình sẽ đóng góp vào hội chị em phụ nữ. Tiếp tục 5% nữa là mình sẽ gửi cho những hội người lớn tuổi. Với số tiền cao cả này mình sẽ chia cho những người cơ nhỡ và thiếu bình thường của bố mẹ. Còn 5% tiếp theo là mình sẽ gửi số tiền này tới các trường học, các trường học xa xôi và những trẻ em nghèo khó. 4% là mình sẽ gửi đến những người có cái khó khăn và được nhận được cho các trường học.